หวะที่ลั่นvấn đề em mà phải cái giật lúc nào cũng phải nhai mặt cứ giật lên nhai chứ không là anh tiếp này để kiến rồi đâu sợ đâu chị em đừng có nghe nó đập mạnh đứng đây đập mạnh à chốt cái tông đó từ xưa giờ nó đâu đập mạnh đâu có đổi gì nhận ra cái thứ mà bị hay nghe múc cũng dày nè cái dày rất lớn rồi có lo rồi rồi vậy ha đây rồi đúng anh ơi đây rồi chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị không kịp đúng bài lắm bây giờ đúng không đây đúng rồi đây búp đó Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chết bị ngoài luôn đó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy không lẽ trong đây? Đúng rồi. Sắp đây rồi mới đau rồi. Hey!
Cứu nha. Tôi sẽ đọc tin tức phải trái nha. Có gì? Dạ,
trong đập bắn mà trong chân tôi đang để coi nó làm gì biết chưa hiểu lo giùm quá mà tốt ở trên đây nó thấy cái lúc mà nó nấp đó là cậu đụng xăng từ cái đời nó đâu rồi nó trào rồi chúng con camera đi tới trước cũng ngoài rồi. Đó, ở dưới lại con tốt rồi trời ơi. Hãy subscribe